Chương 2. Bác có sấm phát hiện điều lạ. Bác chuột vo sâm đang ngồi thần thơ dưới gốc cây rồng nhà mình. Sáng nay bác cảm thấy vô cùng dễ chịu vì vừa mới có một bữa sáng ngon miệng và như ai cũng biết bữa sáng ngon luôn là nguồn cơm để ta cảm thấy khoan khoái dạo này. Bác chuột possum chẳng còn phải lo lắng gì về Brown bởi nó không còn vác súng lùng sục khắp nơi khắp trốn. Nhưng vài tháng trước nữa, cá bà và cá đỏ đã chuyển tới đồng cỏ cũ nơi chân núi, nên bác cũng yên tâm đã khi 8 đứa con lít nhít của mình được chạy chơi bên ngoài. Bác đang cần nhất xem đêm nay có nên tới chuồng gà nhà Bra kiếm chắc chút trứng tươi. Khi nghe thấy giọng bà Possum vừa rồi nhà la lắng bầy con của mình, bác thấy ngộ liền ngâm nga: bà vợ già của ta còn ai ngoài bà ra? Cứ giọng nhà ngây ngấy y chang miệng lửa bà giữa cửa nhà gọn ghẽ chăm sóc ông chồng già. Quát tháo con 3.000 nhưng yêu thương bao la, luôn nổi dần đánh đá thiên hạ đầy thân nhất bà. Nhưng tốt tính thật thà, bà vợ già của ta thôi đừng có ngồi nhỉ chạy nhây ra đấy đi mà kiếm đồ mà buổi tối đi. Bà Possum vừa nói luôn khuôn mặt cáu đi có khỏi nhỉ ra vừa nói rộng xuống đây. Tôi đi đây, tôi đang định đi thì bà đã hét lên rồi. Bác chuột bóc tâm nhẹ nhàng và dựa bước đi. Lúc đó làm đứa con bà bác hề nhây rao ra khỏi nhà hò hét ầm ĩ. Bác chuột bóc tâm vỗ hai tay vào tay la lên: nào bơn bớt cái mồm đi mấy đứa kia. Ba gắt bố chẳng nghe thấy gì nữa rồi im cho bố nghe cái nào. Bác bịt lấy một tay lắc mặt tay kia rồi bác nghĩ tay về phía trước lắng nghe chú trời đất tiếng ai đó như một chim nhạn nhỉ. Nhưng nó đang ở phương Nam cơ mà. Bác làm bẩn rồi không nói gì thêm, lặng lặng đi vào rừng xanh. Lần này bác có vẻ con còn phấn khích hơn cả lần đó. Gia đình Vinny tới. Chương 3. Tìm kiếm trong vô họng. Bác chuột Possum vô cùng phân khích bất cứ ai nhìn. Bác thấy lúc ấy đều nhận ra điều này. Bác đi như chạy tới lấy mồm lối mồm đạo ở vào rừng mà không kịp tạm biệt bà Possum và lũ con vợ con bốc đứng như trời trồng. Ất ức chẳng bao giờ bác lại cung dưỡng bất nhã như thế. Bác sang che bóng chồng đi xa dần, đôi mắt đánh đá bà vẫn lên dữ dận hơn. Bảo ông ấy kiếm đồ ăn cho bữa tối nhưng nhìn kiểu vẽ tay không cho mà xem, bà rít lên: đẹp mặt chưa, giờ
đi săn mà cứ ngựa cổ lên trời. Thế kia săn chim hay tìm trứng chim mà. Thôi thôi thôi, chịu thua ông rồi đấy, tôi tự lo thân tôi cho lành, đợi ông có mà ăn cá. Bà phát xong lùa lũ con cò vào quát chúng yên trong nhà cấm được nó đó ra sông xuôi. Bà quầy qua đi săn kiếm bữa tối cho cả nhà. Bà bác xong đã đúng bác trồn bác xong quên tiệt vụ kiếm đồ ăn cho bữa tối. Bởi đầu óc bác nhanh chóng bị một chuyến khác chi chỗ phối, vẫn kêu quen thuộc mơ mà lúc đang chơi với đàn con. Bác nghe thấy tiếng kêu rõ dần, bác nhận ra giọng bạn của ông mình từ Vinny nơi phương nam xa xôi. Bác cố giọng tai lên nghe nhưng rồi tiếng kêu bỗng mất hút. Nghĩ bạn mình đã tới vùng này và đang trú ngụ ở đâu đó trong rừng, kêu ngân thơ. Lúc đó bác thấy tiếng kêu đó rừng dần và lúc sau bác nhận giọng của bạn mình lên đi từ xa. Bác có giọng lên la nghe rồi kêu bỗng mất hút. Ý bạn mình đã tới vùng đấy, chú ngủ ở đó, đó là rừng khít khiến bác hồi nhớ quê về. Bác liền đi ngày sau đó suốt cả ngày. Hôm ấy bác chuột pho sâm mắt mãi mất mít đi trong rừng, tiếp tục ngước nhìn lên tán cây tưởng như gãy cổ đến nơi. Càng cố tìm công đi tìm kia, bác sông càng thêm phân phấn vẫn chấn. Có chuyện gì à? Bác sông trồn hôi chim mì họ khi nhìn thấy bác trồn pho sâm trên lối mòn đồng đạo gần đỉnh rồi. Đi bộ thể dục thôi tí thôi chim mì, bác trồn pho sâm gọi lại đáp. Bác không hề muốn ai biết chuyện này, không biết cười dự đoán ăn trận cười mấy ngày mới dứt à. Bác cực kỳ sợ người khác cười mình. Kỳ lạ thật, thế mà lâu nay mình cứ tưởng bác trồn pho sâm chẳng quan tâm đến gì sức khỏe. Lạ thật Jimmy, thế bệnh cho con chuồn già ánh mắt giờ mãi quả cầu lửa đi khuất khỏi lặng đồi tím. Bác chuồn pho sâm cũng bỏ cuồng về nhà. Cổ bác đau nhức vì ngước nhìn lên cây, còn chân thì mỏi ra vì đi bộ quá nhiều. Bây giờ bác mới nghĩ tới vừa ăn vội dặn dò chuẩn bị. Bác lo lắng ngồi xuống và đầu bứt tai. Bác chuẩn bác xong về nhà. Chương 4. Mình tiêu thật rồi. Trời đã tối hẳn, mãi bác chuẩn pho xong mới mò về được lối mòn thuộc dần chân cây vợ nơi vợ con đất đang chơi. Bác ngước nhìn lên rồi ngồi phịch xuống gốc cây san sát. Sao không hề có tiếng động nào phát thanh? Gốc cây bác này hay bà ấy đi tìm mình? Tốt nhất mình lén vào nhà trèo lên giường đánh một giấc trước khi bà ấy về. Bác chuẩn pho sâm leo lên gốc cây vừa hít thở suy nghĩ đất. Bác bóng móng như toàn treo lên thì khuôn mặt khác
mổ của bà bác xong ló ra ở cửa. Chào em yêu, bác trời hoa sầu kết gọn nhà. Bà bác xong không nói rằng làm gì, nhưng ba ấy vẫn cảm thấy ánh sáng dậy mình đây. Và em hy vọng tối nay em thấy dễ chịu. Bác bác xong nói lý nhí. Buổi tối đâu, bà bác xong dằn vò anh kiếm của hai quả trứng ở trường gà nhà Bra. Bác trời phơ ngọt ngấy. Bác trời phơ sơ cuối đầu xuống im lặng. Bác không thể nói với bà bác xong. Cả ngày trời bác lang thang trong rừng để tìm bạn, bởi vì cái tiếng kêu mà bác đã nghe thấy trước vừa bảo đi kiếm ăn. Bác cứ quý gầm như thế chẳng bị đá họ e ho he khi lúc đó lâu. Bác chuồn phơ sẽ bị mắng một trận tê tua. Bác biết mình đang đời lắm, mình đáng đời lắm. Nhưng giờ bác đang mệt rũ. Bác ngồi dưới gốc cây trong khi bà bác đang đục một lỗ nhỏ đầu quả trứng. Mỗi lần trứng trùng trùng khi chén hết một quả, bà bác xong đưa quả vào lại cho bác. Ông ăn đi, bác xong nói ăn xong rồi thì lên mà nghĩ, tôi dọn dừa cho ông rồi đấy. Bác bác xong ăn trứng xong liền chui vào hốc mò lên giường hát nổi vẽ rất sảng khoái. Bà vợ già của tôi miệng lưỡi đánh đá tôi thôi, trong lòng không ác ý, không mang những thịt thị phi. Tôi yêu bà da diết, bởi trong lòng tôi biết trong trái tim bà tha thiết ngập tràn tình yêu thương. Dễ dùi Sami điên tiết, dễ cùi Sami rất chương năm, dễ cùi Sami rất điên tiết. Nó cảm giác bước vốn muốn sổ tung không nhựa khi bệ kỷ lệ kể lỗi đổ lỗi. Ta thấy cảm giác nó rất tệ, như dạng cảm giác ấy tệ hơn nhiều. Dạng ấy sẽ chuyện ra vẫn bị quy quýt điều này và bác chị dùng Sammy nó oan. Mọi người bắt đầu buổi sáng hôm đó con dễ cùi hồi gặp hồi trồn hôi Sammy. Jimmy, chào Sammy, đêm qua cậu làm gì mà thức khuya thế trời? Khi hỏi, thức khuya gì đâu, tớ lên giường nhưng thể lệ mà cứ quả khờ đỡ, quất khỏi lạc rồi, tìm tớ đi ngủ thôi. Thôi nào, Sammy. Lần nào quả cầu lửa khuôn bọng hóng lâu kêu dặn chị trong rừng đấy. Thực ra là có chuyện gì thì trong rừng đấy không, mình thực ra chuyện gì để có sân dẫn chân thích mình thích thình thịch. Nó bắt đầu hét kinh nhẫn nhưng biết Sammy rất hay mất kiểm soát. Tôi nói thật, con dễ cùi gào lên. Tớ nói gì, tớ đi ngủ. Khi mặt trời lặn và không ngủ một mặt đến sáng. Thế mà cậu cứ gào lên như thế trong khi ngủ á. Trồn hôi vừa nói đã giấy dễ cùi thì Sammy liêu hết cả lưỡi vì giận dỗi. Con chim bay vọt trên trời gào hết vực tối cây cú. Nó gào lên như khi bay qua chỗ thỏ Peter đang thiêu ngủ. Peter đang rất buồn ngủ, nó không muốn ai quấy phá mình lúc này. Sammy, cậu phá phách qua đêm qua chưa chán
nên thấy thỏ phi tâm la lên. Để cười dẫm ngọn cây ăn đào muốn mê tâm xuân, già mắt ngầu trường trừng trường trừng trừng đến mấy giờ đùa kiểu gì phi tâm cậu đến cậu nào cũng ngoan cho cậu người này Jimmy. Tớ nhắc lại đêm qua tớ ngủ một mặt từ chập tối đến tận sáng hiểu chưa, và cậu kiểu gì hay đó phải đi đâu vậy thôi làm sao nhỉ, chuyện gì mà gào tướng lên chung chung thế hả, cậu thật điên thật, cậu các cậu điên thật rồi. Dễ cùi Sammy lắp bắp, tớ nói là tớ ngủ cậu không hiểu tiếng tớ à, tớ nghe rõ ràng là giọng cậu. Họ Peter khăng khắc nói cho cậu biết còn là ầm ĩ đêm hôm thì cú rút y cần cho cậu im lặng đến đấy thôi, cậu đi đi tớ muốn ngủ. Dễ quỳ bối rối bay đi, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra mama khi một việc trong lúc ngủ nó hằng ướm hớn hở bay chuột dạng Jerry ngước lên nhìn đêm qua vội dìm cậu hết lên ở thế trên đi gậy vọng bên thật là quá thể hơi sụp cánh lười đầu xuống tức tới tớ thua rồi. 6 chương 6 Dễ cùi Sammy nghĩ mình bị điên. Sammy gào hết suốt ngày, có ai lý nhi dạy điều này được không, cả đêm nó cứ lông nhông cái gào ra lết thật không ra nhìn ra gì. Đi đến con chim dễ cùi bị kêu ca để đến hàng chục lần trong ngày, nó bị cứ hoảng lên như một mất trí không đúng miệng mặt mà kêu gào lên xích chết phổi, trong khi một gà lên mình đến được dư cận nhưng vẫn được định nó sự thật. Dễ cùi Sammy chỉ còn biết nhảy choi bất lực kê trời, bên tai nó vẫn vang vang câu hát Sammy đã hóa điên suốt ngày cứ liên thiết đáng đời kẻ thua chuyện lúc yên cho là chiếc xe mình nghĩ lên trò đua đai của vài đứa bạn hè nhau những chuyện của kêu bạn dần già trượt Sammy kêu thích thành mình đeo đúng mình hoang ngồi mình sản xuất nếu mình không ngon kiếm, cậu suy nghĩ Sammy bếp lên lo lắng tiếp thức ăn nhanh chóng, nó luôn tránh mặt mỗi lần khi trượt trông trộm ầm ĩ chiếc cả mũi dí mỗi nó thẳng. Tuy nhiên điều nó không nghĩ hàng xóm cậu nghe nó để tệ nó vừa bay kêu lúc ngủ gây thấy tiếng kêu của nâu thâu đêm đấy rất khó khăn nhưng không xuyên qua bóng tối nhưng cú được chẳng suy nghĩ đoán theo cách đó mà chỉ khăn khăn đi qua nghe thấy tiếng kêu của rung tung vừa xuống hăng qua thấy tiếng rà rà của Sammy đứng thức đại đám rá lâm rậm cây thông lớn đến tất cả bọn họ không điên thì ta điên. Sammy vừa bẫy vừa gào gá vừa trắng mà nó không nuốt trôi, bỗng nó nảy ra một ý, ôi tại sao mình không nghĩ sớm nhỉ, mình ngủ cả ngày để tối trong mắt thức xem thế nào. Nghĩ đến dễ cùi Sammy vội vàng vào lưng tối nhất của cỏ nó cố ngủ suốt ngày hôm đó.